Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Ukraine cho biết Nga đã triển khai các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt tới khu vực Belgorod. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói cuộc chiến của Nga ở Ukraine là một thất bại chiến lược. Cảnh quay lính Nga phá hủy cây cầu phía sau chiến tuyến của Ukraine. Nên dù Ukraine chặn đánh đoàn xe tiếp tế cho Bakhmut, quân Kadyrov gây đại họa nghiêm trọng. Các tin tức thế giới đáng chú ý khác Giám đốc CIA bí mật tới Trung Quốc giữa lúc căng thẳng leo thang. Mỹ, Canada đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan Căng thẳng Mỹ-Trung phủ bóng đối thoại shangri -La. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Ukraine cho biết Nga đã triển khai các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt tới khu vực Benkodot. Kính thưa quý vị, các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt của Nga đã được triển khai tới khu vực Benkodot của Nga giáp giới với Ukraine vì hoạt động du kích. Quân đoàn tự do Nga cho biết như trên hôm thứ Sáu. Do nhu cầu chống lại phong trào đảng phái, biệt đội của trung tâm 322 của lực lượng đặc biệt Nga Senes đã đến lãnh thổ của vùng Benkodot. Người Nga sợ quân du kích đến mức họ khẩn cấp ngừng mọi hoạt động của đơn vị tinh nhuệ này và thay vào đó đưa nó vào các khu định cư biên giới của vùng Benkodot nhiệm vụ của đơn vị là tiến hành các hoạt động chống phá hoại ở biên giới Nga. Diễn biến này xảy ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video cho thấy lực lượng Nga tấn công các mục tiêu ở Belgorod. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Ika Koneshankov cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện 9 cuộc tấn công nhằm vào các đội quân Ukraine đang rút lui và lực lượng dự bị của đối phương. Đầu tuần này, Điện Kremlin cho biết họ lo ngại về tình hình ở Belgorod trong khi đó, quân đoàn tự do Nga nói rằng họ vẫn đang chiến đấu ở Maslova thuộc quận Sebekino. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói cuộc chiến của Nga ở Ukraine là một thất bại chiến lược. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết cuộc chiến của Nga ở Ukraine là một thất bại chiến lược làm giảm ảnh hưởng và lợi ích của nước này trong nhiều năm tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông nói thêm, nga ngày nay tôi tệ hơn đáng kể so với trước cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine về mặt quân sự, kinh tế và địa chính trị. nhắc lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine và cam kết của nước này đối với hòa bình công bằng và lâu dài, ông nói rằng Tổng thống nga Vladimir Putin vẫn tiếp tục củng cố quyết tâm để chính trị quốc tế trên quy mô lớn. Blinken nói: ở đâu Putin muốn thể hiện sức mạnh, ông ấy bộc lộ điểm yếu; ở đâu ông ấy tìm cách chia rẽ, ông ấy khiến người ta đoàn kết. Những gì ông ấy cố gắng ngăn chặn, ông ấy chỉ thấy sự thăng hoa. Cảnh quay lính Nga phá hủy cây cầu phía sau chiến tuyến của Ukraine Một đoạn video được đăng trên Telegram vào sáng ngày 3 tháng 6 bởi tài khoản Moskvosia cho thấy hoạt động chiến đấu của lực lượng Nga thuộc đơn vị Ivanovo và Kostroma. Trong cảnh quay, có thể nhìn thấy một nhóm lính Nga đang thực hiện công việc lắp đặt một chiếc UAV trinh sát có tên gọi là Oakland 30. Với sự hỗ trợ của UAV này, lực lượng Nga dùng để định vị vị trí của mục tiêu mà họ muốn tấn công. Sau khi đã xác định mục tiêu, các binh lính Nga tiếp tục tiến hành sử dụng liệu pháo m để phá hủy một cây cầu phía sau chiến tuyến của Ukraine. Cảnh quay cho thấy cây cầu bị phá hủy bởi liệu pháo từ phía Nga. Đoạn video cung cấp một cái nhìn sâu hơn về hoạt động chiến đấu của lực lượng Nga và việc phát động các cuộc tấn công nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Lính dù Ukraine chặn đánh đoàn xe tiếp tế cho Bakhmut, quân Kadyrov gây đại họa nghiêm trọng. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kiev chiều thứ Bảy, mùng 3 tháng 6, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết lữ đoàn 81 dù đã chặn đánh một đoàn xe tiếp tế cho thành phố Patmut Theo Thứ trưởng Hanna Malia, lính dù Ukraine đã phá hủy hoàn toàn hai xe bọc thép của Nga gần Bilohodivka, cách thành phố Patmos 54 km về phía đông bắc. Đoàn xe được bảo vệ bởi hai xe bọc thép hạng nặng của Nga cùng với các xe chiến đấu bộ binh. Cả hai chiếc xe bọc thép đều bị phá hủy. Ngoài một số lính Nga tử trận, lính dù Ukraine đã bắt 12 lính Nga làm tù binh và đốt phá đoàn xe trước khi rút lui. Trong ngày thứ hai ra quân, lữ đoàn đặc biệt Atmat của Jack Nhà dưới sức ép của nhà độc tài Ramzan Kadyrov đã mở đến 14 cuộc tấn công vào quân Ukraine tại thành phố Morinka hoàn toàn đổ nát so với 8 cuộc tấn công trong ngày thứ sáu 2 tháng 6. Tổng thức khủng khiếp đối với quân Nga là 10 xe tăng, 10 xe thiết giáp và 32 hệ thống pháo. Theo các blogger quân sự Nga, lữ đoàn đặc biệt Atmat của Jack Nhà đặc biệt ở chỗ là chỉ đánh một lúc là bỏ chạy, để lại các khí tài chiến tranh. Các chiến binh của nhà độc tài Bramsan Kadyrov thường để râu dài, nhìn rất dữ tợn nhưng không có khả năng chiến đấu. Có lẽ vì thế họ đã mất nước vào tay người Nga. Người Nga cũng gọi quân của Kadyrov là quân TikTok vì họ thường chơi TikTok dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Hôm 25 tháng 10 năm ngoái, Sergei Kalin, một cố vấn của thống đốc Ukraine ở vùng Kherson, cho biết các chiến binh Chechnya đã bị pháo kích khiến 23 người chết và 58 người bị thương. Họ đã chết vì ngu dại khi tiết lộ vị trí của họ trên các mạng xã hội như TikTok. Trong 24 giờ qua, 560 lính Nga đã bị loại khởi phòng chiến, cùng với 10 xe tăng, 12 xe thiết giáp, 32 hệ thống pháo, 7 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 7 hệ thống phòng không, 22 xe chuyển quân và nhiên liệu. Tính chung từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 3 tháng 6, khoảng 209.470 quân Nga đã bị loại khỏi vòng chiến. Tổng thiệt hại chiến đấu của quân xâm lược còn bao gồm 3.829 xe tăng, 7.502 xe thiết giáp, 3.533 hệ thống pháo, 582 hỏa tiễn phóng hàng loạt, 342 hệ thống tác chiến phòng không, 313 máy bay, 298 trực thăng, 3.165 máy bay không gửi lái, 1.132 hỏa tiễn hành trình, 18 tàu chiến, 6.289 xe chuyển quân và dương liệu và 475 đơn vị thiết bị. Chuyển qua các tin tức thế giới đáng chú ý khác. Giám đốc CIA bí mật tới Trung Quốc giữa lúc căng thẳng leo thang. Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA được cho là đã thực hiện chuyến đi bí mật tới Trung Quốc vào tháng trước nhằm củng cố các đường dây liên lạc giữa lúc căng thẳng song phương leo thang. Một quan chức giấu tên cho biết Tháng trước, Giám đốc CIA William Burns đã đến Bắc Kinh, nơi ông gặp gỡ các đối tác Trung Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở trong các kênh tình báo. Quan chức trên không cung cấp thông tin cụ thể nào về thời điểm chính xác của chuyến thăm hoặc những nhân vật mà ông Burns đã gặp ở Trung Quốc. Cũng không rõ quan chức tình báo hàng đầu của Washington đến Bắc Kinh trước hay sau cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Charles Sullivan và gia ngoại giao cấp cao nhất Trung Quốc, Vân Nghị ở phiên áo hôm 10 tháng 5. Tòa Bạch Ốc chỉ thông báo về cuộc họp sau khi đã kết thúc. Hiện cũng vẫn chưa rõ các vấn đề tình báo cụ thể mà ông Burns thảo luận ở Bắc Kinh nếu có. Trước đó, năm nguồn tin cho biết ông Burns tới Trung Quốc hồi tháng 5. Một nguồn tin khẳng định ông Burns không tham gia công tác ngoại giao mà chỉ tiếp xúc với quan chức tình báo Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc và CIA từ chối bình luận về thông tin ông Burns tới Trung Quốc CIA có chính sách không công khai lịch trình công tác của lãnh đạo cơ quan này. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Bắc Kinh do những căng thẳng về nhiều vấn đề, trong đó đảo Đài Loan với việc cả hai bên đều cảnh báo về nguy cơ xung đột quân sự. Washington cũng cáo buộc Trung Quốc từng cân nhắc cung cấp vũ khí quân sự cho Nga, điều mà Bắc Kinh bác bỏ Đầu năm nay, Ngoại trưởng Anthony Blinken đã hủy bỏ chuyến đi Pháp băng đã được lên kế hoạch từ lâu tới Bắc Kinh sau vụ khinh khí cầu của Trung Quốc đi vào lãnh thổ Mỹ và bị bắn hạ. Mới đây nhất, hôm 30 tháng 5, Bắc Kinh đã từ chối tổ chức một cuộc gặp cấp cao giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc bên lề đối thoại Shangri-La, vốn chủ yếu bàn về an ninh và chính sách của châu Á diễn ra ở Singapore. Mỹ, Canada đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan. Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ hôm 3 tháng 6 thông báo tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Trung Hoon của Mỹ và tàu hộ vệ SMCS Montreal của Canada đã thực hiện chuyến hải trình thường lệ qua eo biển Đài Loan, nơi được áp dụng quyền tự do hàng hải và hàng không theo luật pháp quốc tế. Thông báo của hạm đội 7 nêu rõ, Chuyến hải trình hiệp đồng của tàu Trung Hun và Montreal qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ cùng các đồng minh và đối tác về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và động mở. Theo Reuters, Mỹ thường xuyên đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan với tần suất trung bình khoảng một tháng một lần, nhưng hiếm khi triển khai hoạt động cùng tàu chiến của các đồng minh ở khu vực này. Động thái trên diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đề cập đến vấn đề Đài Loan trong bài phát biểu tại Diễn đàn An ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Bộ trưởng Austin cho rằng một cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan sẽ gây hậu quả thảm khốc. Do vậy, Mỹ quyết tâm duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Ông Austin cho biết ông vẫn chưa có bất cứ cuộc đàm phán nào với người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc, mặc dù cả hai đều đều đối thoại shangri -La. Và phía Mỹ nhiều lần đề nghị tổ chức hội đàm. Bình luận của người đứng đầu Ngũ Giác Đài đã vấp phải phản ứng của phái đoàn Trung Quốc tại đối thoại Shangri-La. Sau phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi nói bên lề diễn đàn rằng ông Austin đưa ra những cáo buộc sai sự thật. Một thành viên khác của phái đoàn Trung Quốc tuyên bố Mỹ không có quyền yêu cầu Trung Quốc làm gì. Căng thẳng Mỹ-Trung phủ bóng đối thoại Shangri-La trong sự kiện bên lề diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La tổ chức tại Singapore năm nay, Trung tướng Xin Xianfeng, phó tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hiệp tại Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc cho biết, nước này tin vào tầm quan trọng của việc phát triển quan hệ quân sự với Mỹ, nhưng cáo buộc Washington hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tình trạng bế tắc hiện tại. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi Trung Quốc nối lại đối thoại nhấn mạnh rằng đối với các nhà lãnh đạo quốc phòng có trách nhiệm, thời điểm thích hợp để nói chuyện là bất cứ lúc nào. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước trong thời gian qua, Mỹ cũng cam kết hỗ trợ các đồng minh và đối tác của Washington từ bảo vệ mình trước hành động cưỡng ép và bắt nạt trong khu vực. Trong sự kiện diễn đàn shangri năm nay, Washington và Bắc Kinh vẫn chưa có bất cứ tương tác nào, ngoại trừ cái bắt tay và cuộc trao đổi chớp nhoáng giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc. Trung Quốc từ chối đề nghị đối thoại của Mỹ, viện dẫn việc Washington đang trừng phạt Bộ trưởng Lý Thượng Phúc vì mua vũ khí Nga. Trung tướng xin cáo buộc Mỹ có ý đồ không tốt sau khi Bộ trưởng Austin vạch ra các cam kết an ninh song phương và đa phương của Washington ở châu Á-Thái Bình Dương. Ông cũng cáo buộc Mỹ đã làm ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định khu vực bằng các cuộc tập trận quân sự trong khu vực, điều mà ông Austin đã nhấn mạnh như một phần trong nỗ lực giúp khu vực ngăn chặn hành vi hiếu chiến trong khu vực. Ông Xin cáo buộc Mỹ dùng vấn đề Đài Loan để kiềm hãm Trung Quốc và điều này làm thay đổi hiện trạng, khiến căng thẳng leo thang. Trong khi đó, giới chuyên gia Trung Quốc nhận định thời điểm thích hợp để nước này và Mỹ có thể nối lại đối thoại là khi Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc, đồng thời tạo ra bầu không khí và điều kiện cần thiết để đối thoại. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews btv com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.